Hello anh em, yêu cầu theo chủ xe quay cái tình trạng làm xe như thế nào. Thì cái cụm bơm xăng của chủ xe do cái thùng xăng nó bị sét, nó sét khủng khiếp luôn, cho nên là đây là cái thùng xăng mới của mình bán ha. Anh em thấy bên trong nó không bị sét, rất là mới. Đây là cái thùng xăng nước sơn zin, còn đây là cái thùng xăng của chủ xe. Cụm bơm xăng cũng gắn vô rồi thì nó sét hết rồi, sét hết bên trong đó, mà chủ xe thay cái thùng xăng khác. Thì cái thùng xăng này bên mình bán con giá rất là mềm thôi, là bên trong chưa sét chưa chán keo gì hết. Thì cụm bơm xăng quá tệ cho nên là mình kêu chủ xe, lý do cụm bơm xăng tệ là nó bị mục, nó sét, mục sét rồi nó hoạt động, nó hút vào cái bơm á, để làm nghẹt bơm, nó làm nghẹt cái phần lọc trong. Và lọc trong của con này nó hơi khó xử lý một chút, mà xử lý nhiều lần rồi mà nó vẫn nó quá nặng đi, cho nên là tư vấn chủ xe thay một cái cụm bơm mới để với giá rất là hợp lý ha, giá mua ngoài không có. Rồi đây là cái cụm bơm, thì mình tặng luôn cho cái phần ở dưới đây nè, nó có hai cái đường ống, một là đường ống hơi để mà ống hơi là xả cái áp suất hơi ở trong cái thùng xăng, một phần là cái ống nước. Cái ống nước này là cái ống để mà ở trên cái cụm thùng xăng á, cái nắp thùng xăng này nè, nó có một cái lỗ. Cái lỗ này để bên ngoài này nè. Cái lỗ này là cái lỗ mà để giống như nước mưa hay gì á, nó xuống đây này, cái lỗ đây. Cái lỗ này là cái nó nằm ở cái vị trí thấp nhất để mà khi cái nước mưa nó có chảy xuống thì nó sẽ thoát ở cái lỗ này ra ở dưới này. Đó. Đây là cái lỗ này đây. Cái này cắm như là đúng nè. Đó. Thì thường á, một số thùng xăng nó sẽ hai lỗ nó khác nhau. Một bên là hơi, một bên là cái lỗ thoát nước. Hơi này là cái áp suất của trong cái thùng xăng, khi mà cái bơm xăng nó rút ra ngoài thì bên trong nó sẽ bị thiếu cái không khí, thì không khí nó phải tràn vô. Đó. Thì nó sẽ đưa chung một cái đường ống đi ra ngoài ha. Đưa chung một đường ống đi ra ngoài. Có nhiều thùng xăng thì nó sẽ một cái dây ống rời đường hơi, một dây ống rời đường nước. Nhưng mà như những cái thùng này thì nó sẽ đưa ra hai đầu nó sẽ đưa ra một cái đường ống xả. Đó. Vậy thôi. Xe này đây là sạc zin của thằng dòng Honda nè. Nhưng mà những cái xe đời mới sau này cũng xài cái sạc hai dắt mới mà mình đưa cho anh em, đó là cái sạc thế hệ cao nhất rồi. Đó, là ổn định nhất, tốt nhất rồi. Còn cái sạc này vẫn là sạc đời cũ ha. Giờ mình đang làm phục bây giờ là mấy giờ rồi ta? Bây giờ là 10 giờ rưỡi. Cái phục này thục sáng giờ cũng ra. Đó. Làm phục toàn thầy không, chơi chích keo đồ vô trong đó cho nó cứng ngắt. Trong keo cứng hết rồi, giờ bạc nó có lại nó bị lỗ miếng nè. Lỗ miếng nè. Chán ghê, mấy ông thần này. Này có dấu cái này hết. Alo, giật ra đi anh coi. Alo. Dạ, anh nói đi anh. Dạ, anh nói đi anh. Dạ, lúc nào anh chạy ngang em kiểm tra cho. Là xe nào vậy anh? À, cái sơn xe nó hư rồi. Sơn trong dĩa nó hư rồi mà. Dạ. Nó là khúc căng, khúc dùng.
thuốc căng thuốc dùng, cho nên là nếu mà canh mà thuốc căng á, đi chạy nó rạo ghê lắm. Còn mà canh cái chỗ căng mà cho nó dùng lại thì nó lại dùng trùng sên quá nhiều, khi nó nằm ở khúc trùng, nó tới vòng khúc trùng. Cho nên là cái này á, là mình chỉ thay thôi. Vậy nha. Dạ dạ ok. Thuộc lòng. Bảy triệu mấy à? Một bộ nồi nó 7 triệu mấy á. Dạ đúng rồi. Tại em bán đồ hãng không à. Dạ còn nếu mà mở ra coi thay bố không á thì ấy, còn nếu mà full bộ của nó tầm 7 triệu mấy luôn công. Dạ. Cái đó em lấy tiền công đâu đó luôn, tiền lời tiền công tầm 400 ngàn à. Dạ, cái đó nó có giá nhất định. Dạ dạ. Ok. Dạ. Dạ, nó không sao anh, để cho tụi nó làm. Dạ. Đây cũng cuối năm nó hơi bận anh, hẹn anh tháng tháng rồi anh em mình ngồi chơi với nhau. Uống cho thoải mái. Giờ để cho em bào vậy. Vào kiếm tiền Tết anh mới dịch. Thì dạ anh. Dạ, lúc nào anh qua cũng được anh, lúc nào anh qua anh báo em tiếng là được. Dạ. 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 Khoảng thứ 6 anh qua nha. Dĩa là 2 triệu mốt anh, còn cộng sơn với nó là 3 triệu rưỡi anh. Dạ đúng rồi. Dạ. 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 Vậy cái gì mình thay sơn trong dĩa trước thì cái đó nó quan trọng hơn anh. Dạ dạ ok. Á. Sáng giờ làm 2 tiếng hồ để chỉ cần giật nó ra thôi. Mà anh em biết rằng á, cái phốt đó nó được giữ bởi cái khoe này. Bên trong cái vòng này nó chặn cho cái phốt không thể rao ra được. Nhưng mà nhiều anh thì nhét được vô rất là mừng, cho nên là không muốn người ta tháo ra. Cho nên là chấm keo cho nó cứng luôn. Anh em để ý cái bạc kia là cái mặt trong này nè, nó được lớp mạ nhiễu ngoài, còn bạc này á là được cái lớp mạ ở ngoài, có nghĩa là cái phần trong này nó dính luôn với cái ti, nó có một cái gờ bên trong cái ti để chịu cái bạc lại, và cái bạc này nó sẽ trượt ở trên cái ống chứ nó ngược lại với bên kia, là cái bạc nó nằm trong ti nó trượt ở cái ti là cái ống nó giữ đó, cho nên nó có cái lớp mạ như vậy. Mình làm mình phải biết đó, cái bạc nó phải, nếu mà nó cái hành trình trượt lên xuống nó phải có những cái lớp mạ như vậy. Cái mạ này độc lắm, nó giống như là cái miễn zin của trong động cơ vậy đó. Để cho cái cốt nó quay quanh nó giữ ở cái cốt cố định là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, nó không có làm bị xước bị mài mòn cái cốt, thì nó được mạ ở bởi một lớp chì, em mình biết là như vậy ha. Đó. Còn cái bạc này thì nó cũng tương tự, nó hành trình đẩy lên xuống à, tại vì nó chuột là chuột ở mặt phục, cái mặt ống, sorry, cái mặt ống phục đó. Còn cái bạc mà Z800 hôm qua hôm kia mình có quay anh em coi đó, là cái mặt bạc nó nằm ở bên trong, cái mặt bạc nằm bên trong là nó chuột ở trên cái ti, còn hiện tại là cái này, cái bạc này là chuột ở trong cái ống đó. Cho nên nhiều cái phục nó cong, phải biết đường làm không thôi nó cứ ngắt à, phải biết ép ống, biết làm ống lại. Những cái này nó có những cái chức năng của nó mà mình phải hiểu.
mà mình không có làm hư. Không phải tiện một cái nào đó gắn vô bằng này gắn vô là được, nó là cái bạc, không phải. Nó hành trình lên xuống nó làm hư hết à. Và đây cũng là một cái điều quan trọng để làm cho cái ti nó không xước. Anh em phải đi những cái dầu phuộc loại tốt ha, và thay dầu phuộc và thay cái phốt tốt. Đó là vì sao mình không có xài phốt zin nữa mà mình chỉ xài phốt onbon. Tại vì cái phốt onbon nó mình từ xưa tới giờ mình làm mình chưa phải có một ca nào để bảo hành cả. Còn cái phốt zin á mình bảo hành tới khoảng 20% đến 30%. Thì tại sao lại như vậy thì anh em mua những cái xe ở hãng anh em cũng biết. Tại sao anh em mua xe ở hãng giờ có mấy ngàn cây, có nhiều cái xe nó bị xì phuộc. Mới chạy 5-7 ngàn cây tại sao xì phuộc? Có nhiều người chạy 2-3 ngàn cây sao xì phuộc? Có nhiều người chạy 10-mấy ngàn cây sao lại xì phuộc? Mà lại có nhiều người chạy 20-mấy ngàn cây vẫn chưa xì phuộc. Đó. Có nghĩa là cái độ ổn định của nó phần trăm rủi ro của nó vẫn rất là cao. Mà mỗi lần như vậy thì mình sẽ bị lỗ ha. Đó, cho nên là mình không xài cái phốt đó nữa. Nói vậy. Đây. Còn đây là cái bạc anh em thấy không? Cái lớp mạ này á là cái chạy ở trên cái vỏ nằm ngoài. Còn trong nó ôm ti là nó phần chết cố định dính ở ti nè. Còn ở đây cái dòng này á là cái dòng ngoài chết nè. Còn cái dòng trong á là nó trượt trên ti. Cái này nó lạ ha, tại sao này có hai bạc khác nhau. Ok, thì cái này á nó sẽ cao cấp hơn, cây phuộc này á nó sẽ cao cấp hơn cái cây phuộc Z8. Đó, nó cố định giữ hai vị trí khác nhau làm cây phuộc nó sẽ cứng chắc hơn. Đó, giật ra kìa, mất 2 tiếng đồng hồ để giật ra. Thì mấy anh mai mốt đừng có châm keo đồ vô nữa. Hai người mà đứng gồng giật cũng không ra. Làm ở đây nó có những cái khoe nó cố định, nó chịu cái phốt lại, nó không cho bị văng ra rồi. Cái gì nó cũng có cái nhà sản xuất người ta làm ra để mà khắc phục sửa chữa, chứ không phải để chích keo vào đó. Chích keo những cái trường hợp bất khả kháng, ví dụ như là cái ống phuộc này bị tai nạn hoặc nó bị móp biến dạng rồi sau đó ép ống đồ làm lại nhưng mà nó vẫn bị vinh, có nghĩa là nó vẫn không có tròn đều như vậy, thì người ta sẽ chích keo đó để nó cố định cái phốt. Còn đó là bất khả kháng, còn những cái phuộc nó còn như vậy à, vậy là còn nó không có bị tai nạn thì không có cần phải chích keo, và những cái phốt tốt thì không cần phải chích keo. Anh em lạm dụng keo quá, làm máy thì cho keo vô quá nhiều mà không biết keo đó là keo nó tốt hay keo không tốt. Còn làm phuộc thì chích keo dán sắt. Keo dán sắt nó không có chỉ bách bệnh được anh em. Làm gì cũng phải để ý một chút, chứ cái người sau thì giống như mình thì bình thường thôi. Bộ bạc nó hư rồi, thay luôn nha. Lấy bộ bạc của mình, bộ bạc của mình thay vô. Nó chốc mà hết. Chiếc xe được có bộ. À, mình có thuộc tai nạn quá vậy, bộ bạc đó, đẹp lắm. Rồi lấy bỏ qua. Lấy ra được cái trong ngoài nữa. Lấy sàn qua đi. Chứ bộ bạc này, những cái bộ bạc này mua không có anh em. Cái lớp mạ này nó độc lắm. Cái lớp mạ này á, cạo nó ra được. Nhưng mà đừng bao giờ cạo nha, cạo là hư luôn. Đây nè, mình cho anh em coi nè. Đó, tại vì nó dán keo á. Nó dán keo bích kịch ở bên trong à. Cho nên nó kéo là nó tuột ra. Cái lớp mạ này nó độc lắm. Giống như cái miễn dinh dim vậy đó. Khi mà một cái lớp chì của nó mòn đi thì nó sẽ lộ ra cái lớp đồng, thì cái lúc này á thì nó không còn xài được lâu nữa, là mình phải thay, đừng có để cho nó lột. Tại vì khi mà cái kim loại đồng á, mà tại sao nó làm bằng 3 lớp, nó làm bằng 3 lớp, tại sao nó không làm bằng 2 lớp, nó làm một lớp chì với lại một lớp thép thôi. Tại vì khi mà cái lớp chì nó rất là mỏng, khi mà nó mòn hết cái lớp chì á, nó tới lớp thép mà thép sẽ đụng vô thép á thì nó sẽ bị hư cốt rất là nặng. Anh em hiểu vấn đề đó. Còn vấn đề khi mà cái miễn nó có 3 lớp là lớp chì, lớp đồng và lớp thép. Cái lớp thép bên ngoài cuối cùng để nó cố định cái miếng bạc cho nó cứng. Cái vòng bạc cho nó cứng. Thứ hai cái lớp đồng á
cái lớp đồng đó, khi mà nó thật sự cái lớp đồng đó để giảm lại cái rủi ro ha. Có nghĩa là khi mà nó xài mòn hết cái lớp bạc á, nó đụng tới thép và đồng á, thì vấn đề ở đây á là cái rủi ro của nó khi mà hư cái cốt á rất là thấp đó. Cho nên là người ta dùng cái mặt ba lớp như vậy nó có nguyên nhân hết. À, cái cùi nó vẫn còn tác dụng của cái cùi, lợi hại không? Đó thì á, ở con xả sên chưa? Ok ok. Còn đây một cái này mà mình chia sẻ đây một cái clip sau. Tại sao những cái xe từ 250 trở lên nó lại xài bạc thau là miễn dên, nó không xài bạc đạn dên nữa. Đó, và nó xài ở trên nó cốt cam nó cũng bằng bạc thau nó ép lại. Em thích con nào xuống cũng được. 2 con gần nhà nhau không sao. Thì cái vấn đề mình sẽ chia sẻ với anh em một cái clip khác. Cái clip này nó sẽ giải thích rất là nhiều vấn đề cho anh em. Rồi mình nghĩ cái clip này nó sẽ hay. À, tại sao mà cái 250 trở lên động cơ zin nha, đó thế hệ mới, thế hệ từ chung chứ không phải mới nữa, từ chung sau này, hồi xưa cũng vậy, tại sao nó xài bạc thau là nó xài miễn dên chứ nó không xài bạc đạn dên hoặc là trục cam xe nhỏ, tại sao xài bằng bạc đạn đó mà nó không xài bằng bạc thau ha. À, cái này mình sẽ chia sẻ lên một cái clip khác. Và mình cũng đã một bật mí một phần đó, là tại sao cái miễn dên nó làm 3 lớp đó, để nó giảm lại cái rủi ro khi mà cái động cơ nó hư, cái khi mà nó mòn cái lớp ấy. Thì cái này rất là hay, giảm rủi ro lại cho động cơ thôi đó. Thì mình chia sẻ với anh em một cái clip sau nó sẽ đầy đủ hơn. Còn phục thì mình đã giải thích cho anh em là ở cái clip trước cũng như clip này, thì mỗi một clip nó sẽ có một cái ý. Ví dụ như đó, những cái bạc này để nó cố định một cái đầu phuộc ở trên, cái này là nằm ngay đây, anh em thấy không, mình nói y chang không, khi mà cái lớp bạc mà nó trượt ở ngoài á, thì chắc chắn rằng cái mặt trong nó phải cố định ở cái ti đây, cái g anh em thấy không, là cái này nằm ở vị trí này nè đó. Còn cái này á mà trượt ở mặt trong á, đúng không, thì chắc chắn nó nằm ở phải khúc dưới này nè, mặt trong là lớp mạ này, thì phải nằm ở cái ti này để nó trượt lên trượt xuống. Và phần thứ ba đó là cái phốt, phốt nhớt ở đây là nó nằm ở phần cuối cùng ở cái phần dưới này đó, nó chia làm 3 phần. Thì cái con Z8 nó chỉ có 2 phần thôi, là phần đầu và phần ở dưới giữ phốt thôi. Thì chắc chắn rằng con Z8 nó sẽ không dành cho những cái đường mà nó cường độ cao nè, hoặc là tốc độ nhanh nè đó, thì nó không thể nào mà bằng những cái phuộc của CVR được. Và rõ ràng cấp độ khác nhau. Và đây, những cái phuộc của xe này nó gồm có ti trong và ti ngoài đó. Ti bên trong cái cây này nó sẽ có một cái ti nữa đó, để làm gì, để chỉnh những cái rebound, chỉnh cái nhớt đồ ha. Rồi cái dòng ngoài là chỉnh cái độ nhúng của lò xo, cứng hay nặng nhẹ. Còn cái ti này là chỉnh cái lượng dầu, lượng nhớt, để mà nó độ rebound mà nó có hai đầu nha. Mình nhớ là cái phuộc nó có hai đầu, đầu dưới chỉnh đây đó, chỉnh thế nào đó, thấy không? Những cái phuộc này gọi là những cái phuộc cao cấp rồi, nhưng mà đây là những cái đời từ 2008 đến 2010, thì thế hệ của con này nó chuyển dần sang cái đầu nó là đầu vẫn còn nhô nè, thì sang CBR nó sang đời 2012 thì nó mới cái phuộc nó mới đầu bằng, chỉnh hai núm nhỏ vậy đầu bằng luôn, cái này nó còn đầu cao
Thì cái này là giai đoạn cuối của cái đời phục nhô đầu này nè. Đó, còn qua đời này là phục nó bằng hết. À. Thì theo mình thấy á, phục càng ngày nó sẽ càng tốt hơn. Người ta gọi là hệ thống treo đó, thì càng ngày nó sẽ càng tốt hơn. Và nó đi theo hai đường, một là điện tử thì nó được lập trình sẵn theo cái độ nhúng, theo đó, nó được lập trình sẵn hết rồi. Còn cái phần cơ thì mình sẽ được chỉnh theo cái ý mong muốn của mình, và mình tác động nó vô rất là dễ. Còn phần phục thì mình không biết cái phần tác động nó như thế nào ha. À, thì mình thích phần cơ hơn, mình biết cách chỉnh đó. Còn phần điện thì mình chưa biết chỉnh, thì tất nhiên á, điện nó sẽ trễ hơn chút ha. À, thì nó tùy theo cái bản, giống như bản thường hay là bản pro đó, anh em tự hiểu. Giống như ABS thường á, ABS nó cũng có nhiều cấp lắm, có đít có đát hết, chứ không phải ABS là ABS đâu đó. Rồi phục cũng vậy đó, phục cơ nó cũng có nhiều cấp độ lắm. Rồi phục điện cũng vậy, có nhiều cấp độ lắm đó. Chứ không phải là cứ điện là nó như nhau, không phải, có đít có đát hết. Thì thôi mình chia sẻ với anh em những cái phần này. À, thật sự ở cái phục đó, nó rất là bền, nhưng mà mình phải biết cách làm. Không biết cách làm á, giống như mình phá cái đồ vậy đó. Chứ không phải đơn giản anh em, cái gì nó cũng có cái hay trong đó hết, mà phải học. Giờ mình coi phần ti, coi còn xài được hay không. Thì xước hết à, nhưng mà xước này thì cũng còn được, chứ nói chung là rủi ro cái phần dầu nó sẽ cao thôi, nhưng mà thay nó đỡ tốn tiền. Bây giờ thay ti nó tốn kém lắm. Đó, cái lớp bạc cũng mới nguyên luôn nè, này nó dơ phải rửa thôi. Đây, lụm kẹo đặt ngoài còn đủ mạ bề mặt này không, anh em thấy không? Còn nữa nè, nó lột hết rồi, anh em thấy hai cái hai lớp mạ, anh em thấy rõ ràng không? Đó, đó, thấy chưa? Đó, anh em thấy cái này còn nguyên thi thinh. Rồi tới lớp bạc này bên trong nè, nhìn là nó không, nó chóc hết rồi, thấy không? Đó, rồi cái bạc mình mới lấy nè, nó hơi dơ một chút tại chưa rửa nè, anh em thấy không? Còn nguyên luôn, chưa chóc. Rồi, cảm ơn anh em nhiều. Rồi còn cái rửa cho sạch, rồi reset cái phục trước khi lắp vào đó, chứ không hề đơn giản đâu. Chứ không thôi đút vô là cứng ngắc, không có chỉnh được. Nhưng mà cái phục này đã bị cứng ngắc rồi ha, cho nên đã bị cứng rồi mình sẽ cố gắng thôi, chứ còn không thôi mình cũng không dám hứa ha. Tại vì người ta đã làm bét nhẹt rồi, mình cố gắng rồi thôi đó. Cảm ơn anh em nhiều.